để yểm trợ hoạt động khối 8406 trong nước, phổ biến tiếng nói và các bài viết trên tập san Tự Do Ngôn Luận, đưa các tin tức trong nước ra hải ngoại và ngược lại. Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng trên một năm nay, chương trình phát thanh yểm trợ khối 8406 tại Bắc Cali vẫn được thực hiện hàng tuần. Năm 2009, tại Bắc Cali, văn phòng yểm trợ khối 8406 được thành lập để có thể vận động mọi người tham gia đông đảo hơn và nhiều hoạt động phong phú đa dạng hơn. Lúc 11 giờ ngày 9 tháng 8 năm 2009 tại nhà hàng Grand Fortune đã có một buổi tiệc gây quỹ yểm trợ chương trình phát thanh khối 8406 với đông đảo đồng hương Việt tị nạn Cộng sản và các hội đoàn đoàn thể quốc gia tham dự. Và chúng tôi xin mời tất cả quý vị còn ở phía ngoài của nhà hàng xin vui lòng bước vào phía trong để chúng ta bắt đầu cho chương trình ngày hôm nay với quốc ca Hoa Kỳ. Việt Nam Cộng Hòa. Là một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Quan binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ mình trong các lao động cộng sản và cho ngày hôm nay cho các nhà đấu tranh dân chủ đã bỏ mình dưới sự đàn áp dã man của cộng sản tại quê nhà. Phút mặc niệm bắt đầu. Hội đồng hương Quảng Ngãi, hội trưởng ông Nguyễn Diên. Bài tố là triệu phổ của USA VRA, nhóm hội Việt ông Ngô Kim Nghĩa, Little Sài Gòn Foundation ông Cao Hiền, hội tư trợ Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ ông Nguyễn Hữu Trụ, hội Tết Trung Thu ông Phạm Công, cô Lê Thị Cẩm Vân. Hội Thủy quân Lục Chiến, hội trưởng chính hữu Trần Ngọc Bảy. Luật sư Đỗ Dẫn Quế, Pharmacy Avon. Tại danh sách mà chúng tôi hiện thời đang có, mong rằng nếu các hội đoàn nào mà thấy tên mình còn sót thì xin quý vị vui lòng liên lạc với ban tổ chức, chúng tôi xin được xứng danh trong những giây phút kế tiếp. Xin thành thật cảm ơn của quý vị. Và bây giờ để tiếp cho chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi lời phát biểu của ban tổ chức. Tôi được đón tiếp đến quý vị ngày hôm nay để chúng ta cùng góp một bàn tay tạo nên tiếng nói vững mạnh đối với người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại cũng như chuyển tin về quốc nội. Kính thưa quý vị, truyền thông là một vấn đề quan trọng đối với mọi người. Chúng ta có thể đi khắp nơi, mở radio là chúng ta biết tới tin tức. Do đó,
cái chương trình phát thanh của khối tám khối 16 đã kéo dài mấy năm nay. Nhưng trước kia thì chúng tôi được một số cá nhân hiểm trợ, chẳng như anh Quốc Việt, luật sư Đỗ Văn Quế. Nhưng bây giờ thì chúng tôi phải cần sự tiếp tay của quý đồng hương để chúng ta cùng tạo tiếng nói mạnh, cùng tôn những tin tức ở ngoại về quốc nội đối với đồng bào trong nước của chúng ta. Chị quý vị cũng biết rằng một số đồng hương chúng ta về Việt Nam qua hỏi họ biết tin tức gì không? Họ nói chịu thua, họ không biết gì hết. Đó là chúng ta bằng mọi cách chuyển lửa đấu tranh về trong quốc nội. Kính thưa quý vị, việc cha Lý làm thành lập khối 8-6, cha Lợi cũng như một số vị khác đã nói lên tầm ảnh hưởng quan trọng của khối 8-6. Và gần đây nhất, quý vị đã từng nghe một câu nói của một trung tá Việt Cộng, tức là chúng tôi muốn nói trung tá Trần Thanh Kim, ủy viên của khối 8-6, đã nói một câu mà quý vị nghe phải nói rất là cảm động. Chúng tôi hoan nghênh quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã dám hy sinh chống Tàu Cộng để bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa. Và cái câu nói thứ hai đặc biệt chúng tôi chú ý là đừng tin như gì Cộng sản nói, hãy nhìn tin như gì Cộng sản làm. Đó là lời của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Kính thưa quý vị, vì lý do đó chúng tôi làm buổi tiệc ngày hôm nay để chúng ta cùng góp sức chuyển lửa đấu tranh về quốc nội. Kính thưa quý vị, một lần nữa thì chúng tôi cảm ơn đặc biệt là giới trẻ đã tiếp tay với chúng tôi để có nhóm trẻ của 8-6. Tại vì chúng ta những người lớn tuổi, đầu óc chúng ta có, nhưng mà tuy nhiên phải nói là chúng ta không có nhanh lẹ bằng giới trẻ, đặc biệt là về computer để chuyển tin tức này về quốc nội. Thì trong cái chương trình của 8-6 hôm nay thì chúng tôi trước tiên là kêu gọi quý vị hiểm trợ chúng tôi để có chương trình phát thanh về quốc nội cũng như đồng bào hải ngoại. Và đặc biệt là chúng tôi kêu gọi quý vị tham dự tích cực vào các thành viên của khối 8-6 để chúng ta cùng góp tiếng nói đấu tranh chung. Và việc kế tiếp là chúng tôi cũng sẽ thành lập khối 8-6 ở các thành phố đông người Việt nhất, đặc biệt thành phố San Jose của Bắc Cali là ủy ban 8-6 đầu tiên được thành lập. Thì trong đó chúng tôi có thành lập ủy ban tư vấn khối 8-6, thì một số các nhân sĩ, các hội đoàn, những người tích cực chúng tôi sẽ thẩm định để quý vị cùng tiếp tay với khối 8-6. Thì kính thưa quý vị, đặc biệt các thành viên của khối 8-6 được bổ nhiệm trước đây, thì chúng tôi được thấy hôm nay có sự hiện diện của giáo sư Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh là chủ tịch hội đồng đại diện tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Thứ hai là ông Nguyễn Trung Châu, hiện là chủ tịch tổng hội của tự nhiên chính trị Việt Nam tại Hoa Kỳ. Thứ ba là ông Nguyễn Ngọc Tiên, hiện là chủ tịch cộng đồng Việt Nam tại Bắc Cali. Thì chúng tôi mong rằng quý vị sẽ cùng chúng tôi để nói lên tiếng nói của người chống cộng, chống áp bức, chống đàn áp, để hy vọng một ngày mai chúng ta sẽ trở lại quê hương trong một tư thế của người mạnh, tức là chúng ta bằng mọi phương cách cố gắng trong cái phạm vi của chúng ta phải giải thể chế độ cộng sản tại quê nhà để đem lại ấm no hạnh phúc cho đồng bào chúng ta trong nước. Xin cảm ơn quý vị. Về cái lời tuyên bố rất là bất hủ của cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, đó là đừng tin những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm. Thì ông Trần Đăng Kim cũng có nói bổn phận của các thế hệ của ông, tức là thế hệ của ông Đỗ Văn Trạng, ông Trần Anh Kim, các sư Toàn Phong, Nguyễn Xuân Vinh, vân vân, những người đang tham dự khối 8-6 là phải làm sao cho thế hệ trẻ biết được câu nói này, hiểu rõ được câu nói này và hãy xa lánh những người cộng sản. Thưa quý vị, đó là cái vấn đề rất là quan trọng và chúng tôi sẽ được giới thiệu bổ túc thêm. Hiện diện ngày hôm nay có nhà văn và thi sĩ Hoàng Hướng Dương cũng như thiếu tá Hải Quân Nguyễn Thông. Ông Nguyễn Như Được là phó tổng thư ký hội của tổ chức chính trị hải ngoại. Và bây giờ chúng tôi xin quý vị cùng lắng nghe
một lời phát biểu của Linh Mục Phan Văn Lợi từ Quốc Nội, và sau đó thì ông Đỗ Văn Cảng sẽ giới thiệu với quý vị các thành viên trẻ của khối 8106 tại Bắc California.